xe. Có gì đâu. Làm gì vừa kể. Oh my god. He's a really bad boy. He's a really bad boy. Oh my god. Hello mọi người. Chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã tới với video clip của đã tới với live stream của chị ba của chú Bài Bảo. Trời ơi, cái gì vậy mẹ? Hello Khang Nguyễn nha. Hello Lan Tiên nè. Hello Lâm Thị Ngọc Mai. Hello Huy Trương. Hello Lâm Băng Di. Trời ơi, nhảy có chút xíu thôi mà bệ hạ hả thỏm xỉu luôn á. Trời ơi, nhảy mà, trời ơi, nhảy có chút xíu thôi mà thở lên thở xuống. Trời ơi, cái đầu mới vừa làm tóc á mọi người, bà mới vừa làm tóc ở salon về đó. Bệ hạ mới vừa làm tóc ở salon về đó cho nên tóc bệ hạ mượt quá, cái nó dẹp vô vậy mọi người, kỳ không, nhìn nó hết kỳ kỳ sao á, nhìn nó sến sao á trời. Hello Như Diễm nha, nhìn nó sến sao á, tóc nó cứ dẹp dẹp vô vậy đó. Lâu lâu mình mới hóa thân làm mèo bệ hạ để du hành tới đây, để di hành tới đây để xem các con sen của ta dạo này sống ra sao rồi, tiền Tết có nhiều hay không. Anh Nhơn, hôm nay Bảo đi wax lông mày nha. Hôm nào đưa Bảo đi wax lông mày. Hello Mai Phương. Trời ơi, Bảo quên kể các bạn nghe sự tích mà cạo lông mày của Bảo. Là vậy nè, cái lông mày của Bảo á mọi người. Mọi người nhìn đi. Đây, từ từ nha, bình tĩnh nha. Cái lông mày của Bảo, sao nó chó cái gì ta. Cái lông mày của Bảo á là nó lâu lâu nó cứ đi vô đây hoài. Cái hả trước khi Tết á là Bảo sợ đó là nếu mà trong Tết mình cạo lông mày thì nó sẽ rất là xui. Cho nên trước khi Tết Bảo đã dạng giống như là cạo thì Bảo cạo cho nó chỉ đừng có mọc vô trong này thôi. Mà lát hồi Bảo cạo một hồi cái tự nhiên Bảo thấy bên này ngắn hơn bên này mọi người. Cái xong là Bảo đã cạo bên Bảo bên này thì Bảo lại thấy cái bên này nó ngắn hơn bên này. Rồi Bảo lại cạo bên này rồi xong là Bảo lại thấy bên này ngắn hơn bên này. Cạo một hồi cái lúc bây giờ hai cái chân mày Bảo nó xa nhau luôn nè mọi người, nhìn thấy không? Trời đất ơi, như là gãy cầu vậy mọi người. Rồi cái chân mày Bảo kỳ quá mọi người, bây giờ chân mày của Bảo hai chân mày Bảo xa nhau vậy nè. Ngộ ha. Hello Yến Nhi nha. Hello Nông Trần Thủy Linh. Ủa bực máy lạnh nhiêu mà nóng chết mẹ vậy mọi người. Bực máy lạnh số bao nhiêu mà nóng như vậy? 23, 24, 23, 22 để trời. Mày ngồi kế luôn mà. Ôi trời ơi, ủa chết cha, đi ra ngoài là sao ta? Đâu có ngồi kế đâu đâu. Hello Thanh Tuyền. Mọi người sẽ livestream cho Bảo, ủng hộ Bảo nha, đủ 5.000 bạn mới bắt đầu kể chuyện ma cho mọi người nghe nha. Hello Thanh Tuyền. Để xuống. Nhìn con nó ghê hơn không? Để xuống nhìn nó ghê hơn mọi người. Để xuống nhìn nó ghê hơn ha. Rồi để vậy đi, nhìn nó ghê. Hôm nay mới bắt kịp like của mèo bệ hạ. Hello Dũng Ngô nha. Mấy hôm Tết em không biết thứ mấy, hôm nay quên thứ sáu suýt lỡ chuyện mai. Trời ơi, cho xin cưng muối dễ thương quá nè em. Hello Mẫu Đơn nha, hello Vivi Bùi nha, hello Huỳnh Ân Điển nha. Hello Huỳnh Ân Điển, lâu quá không thấy em. Mà nhiều khi em vô comment đó các anh cũng không thấy comment của em luôn. Hello Vũ Nguyễn, cảm ơn em nha, chúc Vũ Nguyễn năm mới vui vẻ nha, dạng sự như ý nha, phát tướng phát tài nha Vũ Nguyễn nha. Bị gì á, anh đèn này bị gì? Rồi, để chừng dừng vậy là nó ok hơn nè. Đó. Ok. Như vậy ok rồi đúng không mọi người? Ok ok. Rồi mình vô mình kể chuyện, luôn cho các bạn nha. Sao comment sao hôm nay comment nó bự quá vậy? Không thấy được cái mặt mình. Mình không thấy cái mặt mình luôn. Rồi ok. Để mình dặn nhỏ xuống.
Rồi, bây giờ sẽ kể một cái câu chuyện cho các bạn nghe. Câu chuyện này là câu chuyện về một cái anh chăn vịt. Thì á, cái bạn mà gửi câu chuyện này cho Bảo, bạn xin nói là bạn giấu, kiểu như là bạn cũng muốn giấu tên, nhưng mà thôi thì bạn kêu đó là anh hãy gọi một cái bí danh của em nó đi, đó là nickname của em. Thì cái nickname của bạn gửi câu chuyện này cho Bảo tên là Mớm, tên là bé Mớm. Thì cái bạn bé Mớm nè, cái bạn Mớm này nè, bạn mới có một cái anh người yêu, mà cái anh người yêu của bạn á là ở Cần Thơ. Nhưng mà hiện tại bây giờ là cái anh người yêu của bạn là đã ở Đài Loan rồi. Ở Cần Thơ là cái lúc mà ảnh còn teenager, là còn mười mấy, 15, 16, 17 tuổi đó mọi người. Thì ảnh, nhà của ảnh nha, trời ơi, nghe tới một câu, nghe kể tới cái khúc đó thôi là thấy anh này đẹp trai rồi mọi người. Nhà của anh à, nhà của cái anh đó là bán dịch số lượng lớn. Bây giờ mình sẽ lựa một cái tên nha. Lựa một cái tên đi, lựa một cái tên để đặt cho ảnh đi nè. Tên của ảnh là... Trời sao con gái không vậy mọi người, con trai mà tên con gái thì cũng ngộ nghĩnh lắm á nha. Ảnh tên là Hùng Sơn, anh Hùng Sơn. Đó, anh nói anh tên là anh Hùng Sơn. Tìm được tên rồi má, rốt cuộc cũng tìm được tên một thằng con trai. Anh Hùng Sơn này á, là từ nhỏ rồi là anh đã đi theo ba mẹ của anh để chăn vịt rồi. Mà chăn vịt ở đây các bạn nghe tưởng chăn vịt là nghèo hả? Không có đâu các bạn. Chăn vịt số lượng lớn, số lượng big size. Là gồm có bán vịt nè, rồi bán trứng vịt. Nó kinh doanh tất cả mọi thứ về vịt, kể cả lông vịt, lông vũ, đồ là anh làm hết. Cái anh Hùng Sơn này là anh làm hết. Thì nghe từ nhỏ là cái anh này đã phải đi chăn vịt cò cho phụ giúp ba mẹ mình rồi. Bởi vì gia đình có một cái tài sản kết xù là rất là nhiều vịt. Mà gia đình của anh này là ở dưới Cần Thơ nha mọi người. Đó, thì ảnh đi chăn vịt khắp mọi nơi trong kiểu mà khắp mọi nơi trong vùng á. Là nhiều khi là cứ chăn vịt ra ở đồng xa thì nó mới có cái đồ ăn cho vịt. Đó, thì kiểu giống như là cái đồng nào á mà kiểu mà trước khi mà mình chăn vịt ở đó thì mình hỏi người ta đàng hoàng, sau đó là thí dụ mà được á thì mình mới cho vịt vô. Kiểu giống như là mình cũng phải gọi là vô chăn vịt thì mình cũng phải cho những cái người mà ở đó chút tiền gì đó thì người ta mới bắt đầu cho mình vô để mình chăn vịt. Rồi, thì chuyện là như thế này. Cái anh Hùng Sơn này á, đêm đó là ảnh chăn vịt vào buổi tối. Mà các bạn biết hả, cái ngày hôm đó là ảnh cũng chăn vịt ở vùng rất là xa, không có gần ở nhà, mà cái chỗ mà ảnh chăn vịt đó nó rất là xa so với lại cái nhà của ảnh. Nói chung là ở một cái vùng sâu, vùng xa nào đó ở Cần Thơ. Thì Cần Thơ cũng sẽ giống như mình thôi, sẽ có rất là nhiều quận. Thì ở trong một cái vùng, ở trong Cần Thơ thì sẽ có những cái vùng hơi xa. Thì cái anh Hùng Sơn ảnh chăn ở đó. Thì các bạn biết hả, buổi tối ở đó thì trời nó mưa tầm tã luôn mọi người. Mưa vật vã luôn, mưa mà nó xối xả ào ạt luôn, mưa như chút nước. Ông trời hôm đó rơi lệ hơi nhiều, làm như thất tình vậy đó mọi người. Cái bắt đầu á, kiểu giống như là thường thường những cái người mà chăn vịt á, người ta đi làm như vậy á, thì người ta sẽ ở trong chòi, người ta sẽ tự xây một cái chòi đó, rồi người ta máng cái mùng người ta ở. Thì ảnh thấy trời mưa nhiều quá thì ảnh mới chạy ra cái chỗ mà để cho vịt ngủ á, để cho vịt sleeping ở đó, là giống như là cái hàng rào vậy đó, cái hàng rào. Rồi bây giờ ảnh đi ra ngoài để ảnh gọi giống như là sắp xếp lại cái chỗ ngủ của mấy con vịt. Tại vì sáng ngày mai thì mấy con vịt nó sẽ đẻ, kiểu giống như là tối trong đêm nay thì mấy con vịt nó sẽ đẻ. Thì ảnh phải kiểu mình làm như thế nào đó để che chắn cho mấy con vịt nó không có bị gọi là chỗ ngủ của mấy con vịt không có bị làm trời mưa nó làm cho lỡ đất hay cái gì á. Thì ngày mai mình lấy trứng của mấy con vịt thì nó sẽ rất là khó. Cho nên ảnh mới ra ngoài ảnh sửa lại cái chỗ ngủ, sửa lại cái hàng rào chỗ mà để cho mấy con vịt nó ngủ. Thì sau khi mà cái anh Hùng Sơn này làm như vậy xong rồi đó mọi người, thì bắt đầu ảnh nghe giống như là ở trong cái vị trí đó là không có phải một mình ảnh đứng mà còn một cái người khác đứng nữa. Tại vì ảnh nghe ở phía bên mà tay trái, là bây giờ các bạn đang làm cái chuồng vịt ở đây đúng không, thì ở phía bên tay trái đó ảnh cảm giác như là có một cái tiếng động sột soạt nào bên đó. Ảnh mới quay qua liền, trời ơi ảnh quay qua liền. Trời ơi, tại vì ảnh cái anh này ảnh thính lắm. Ảnh quay qua cái ảnh thấy ở trong bụi tre đó mọi người, gần bụi tre đó, ở xa đó nha, tại vì ở gần cái mé sông. Thì tất nhiên mình đi chăn vịt thì mình phải kiếm chỗ nào đó có nước có sông để cho con mấy con vịt nó bơi nó lội nó swimming đó mọi người. Thì cái lúc này ảnh mới nhìn ra cái bụi tre ở gần mé sông đó, ảnh thấy trời ơi, ảnh thấy nguyên một cái con người đứng ở trong bụi tre, kiểu giống như là cái ánh trăng nó chiếu xuống thì bụi tre nó chung quanh vậy nè, thì cái người đó đứng ở bên trong bụi tre luôn. Thì bụi tre nó không có phải là một cái cây bự mà nó là một cái cây bản bự mà kiểu như là nhiều cây tre tụm lại với nhau.
thì mình sẽ thấy ở trong những cái khe che đó mọi người, mình sẽ nhìn thấy được, giống như là sẽ có ai đứng bên trong là mình sẽ nhìn thấy được. Thì cái anh Hùng Sơn nãy mới thấy có nguyên một người mặc một bộ đồ trắng đứng ở trong cái bụi tre đó. Nhưng mà cái người đó không có cái đầu. Ghê không? Ủa ghê không? Thiệt luôn, người đó không có cái đầu mà mặc nguyên bộ đồ trắng đứng sừng sững, đứng hiên ngang một đất trời ngay trong cái bụi tre đó. Mà các bạn biết hả, cái bé mớm gửi câu chuyện này cho Bảo, mẹ bé nói là cái anh Hùng Sơn này từ nhỏ tính là rất là lì. Tính cái tính của ảnh đã rất là gắt rồi mọi người, rất là căng kiết, rất là căng kiết luôn. Nói chung là ảnh rất là gan và lì từ nhỏ rồi. Hả, thì sự nếu mà gặp là ẻm á, thì ẻm sẽ gặp là cái bé mớm gửi câu chuyện này cho Bảo á, thì bé sẽ rất là sợ và bé sẽ xỉu hoặc là bé sẽ bỏ chạy. Nhưng không các bạn. Các bạn biết cái anh Hùng Sơn ảnh làm gì không? Đố các bạn đó, các bạn đoán xem. Trời má ơi. Ảnh cúi xuống nha mọi người. Ảnh lấy đất ở đó, thì tất nhiên người đó, ở đó là đất ở dưới đó là quê, thì tất nhiên ngay cái gần sông sẽ có đất cát này nọ đá. Trời đất ơi, ảnh cầm đất á mọi người, ảnh làm như giấc mơ tuyết trắng thủy tiên vậy đó. Ảnh làm như ảnh đang ở Canada, California vậy đó. Ảnh cầm đất lên ảnh vo tròn vậy nè mọi người, vo cục vậy nè. Ảnh chọi, trời ơi, ảnh cầm gạch xanh, ảnh cầm đá xanh, ảnh lựa cái cục nào bự bự nha. Ảnh ném, ảnh chọi, trời ơi, ảnh phang. Ảnh chọi quá trời luôn, mà ảnh vừa chọi ảnh vừa chửi. Tại vì ảnh tức, ảnh kêu á là tao ở đây á, tao chỉ đi chăn vịt thôi, tao cho vịt ăn rồi tao cho ngủ, ta làm việc hả lương thiện, ta nuôi sống gia đình của ta, chứ ta có chọc ghẹo gì mày đâu. Mắc cái lờ gì mày vô mày kiếm chuyện với người ta, mắc cái lờ gì mày vô mày kiếm chuyện với người ta, mày có thấy vui không? Mày vui hả? Nè tao nói nè, gạch xanh nè, đá xanh nè, tao nói tao thấy mặt mày tao phang. Đùng đùng đùng, chọi quá trời chọi luôn mọi người. Ảnh tức á, ảnh chọi quá trời luôn. Mà không hiểu lý do tại sao mà tự nhiên người ta thường thường á, kiểu như là cái action của người ta, cái reaction của người ta khi mà người ta gặp ma, người ta sẽ một là sợ, hai là bỏ chạy, ba là người ta sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng riêng anh này, anh gặp ma anh tức lắm mọi người, anh tức lắm. Anh suy nghĩ trong đầu là má tao làm việc lương thiện, tao đâu có chọc phá gì, tao có chọc ghẹo gì mày đâu, mà tự nhiên vô đây mày kiếm chuyện với tao kiểu như vậy á, tự nhiên mày hù tao làm cho tao sợ đó. Song song với cái nỗi sợ của anh, ảnh còn tức nữa, bởi vì ảnh không làm gì cái con ma đó mà con ma nó chọc ảnh. Ảnh điên lên, ảnh cầm đá xanh lên ảnh chọi. Ảnh chọi một hồi á, thì ảnh nhìn kỹ lại, tại vì trong mưa ảnh dụi mắt vậy nè, thì ảnh nhìn kỹ lại trong cái bụi tre, ảnh không còn thấy cái người không đầu, cái bóng trắng không đầu đứng ở trong cái bụi tre nữa. Hình như hoàn toàn là cái bóng trắng nó đã biến mất rồi. Thì bắt đầu cái anh Hùng Sơn này ảnh mới comeback lại chỗ cái chòi mà ảnh đã dựng lên để ảnh vô ảnh ngủ. Thì các bạn biết không, con ma nó không có tha cho ảnh dễ gì. Tự nhiên mày cầm đá xanh, mày cầm gạch ống, mày chọi tao mà hả, tao để yên cho mày hả? Không có đâu Hùng Sơn, mơ đi con. Nó theo ảnh tới ngay cái chòi của ảnh luôn. Không biết nó theo ảnh tới cái chòi của ảnh để nó làm cái gì ảnh nữa mọi người. Các bạn mọi biết sao không? Tại vì ảnh xây, ảnh dựng cái chòi với mắt cái mù, nó ngay cái cây gì đó, cây sơn, cây lam, cây gì đó mọi người. Mà cái bé đó nói với bảo quên tên rồi, nhưng mà cái cây đó nó cũng tựa như là cây mía, nhưng mà nó nhỏ hơn cây mía luôn. Nó nhỏ hơn cây mía, nó tựa nó giống cây mía vậy đó, mà nó nhỏ hơn cây mía mà nó là một cái bụi. Thì các bạn biết không, ảnh vừa bước tới cái chòi của ảnh, ảnh nhìn lên, ảnh ngước lên, ảnh có một cái linh cảm mà mọi người, một cái linh cảm mà kiểu mà giác quan thứ 8, thứ 9 luôn á. Ảnh nhìn lên vậy nè, cái ảnh thấy hả, cái con ma hồi nãy không đầu mặc dựng cái bộ đồ trắng đó, dựng cái sa đê màu trắng đó, nó đứng ở trên cái cây sậy, cái sậy a à, nhớ rồi mọi người, cây đó gọi là cây sậy. Thì nó đứng ở trên chỗ như đó mà nó bay, nó không có đứng trên cây sậy mà nó đứng nó bám vô cây sậy vậy nè. Nó dang hai tay ra bám vô cây sậy, nó nhìn xuống như nè mọi người, nhưng mà nó không có cái đầu, chỉ là cái phần cổ nó nhìn xuống thôi. Cái lúc này ảnh mới sợ rồi, kiểu như là trong người ảnh cũng sợ rồi, nhưng mà cái sự sợ của ảnh với lại cái sự tức của ảnh, cái sự tức thì nó cao hơn sự sợ. Cái lúc này ảnh bực quá, ảnh tiếp tục, ảnh lại dò đá dò đất, ảnh chọi lên. Má mày lì dễ sợ luôn, mày lì quá. Ảnh chửi, sao mày lì quá vậy? Ảnh mới cầm đất, ảnh cầm đá xanh mà cục luôn á. Ảnh cầm lên, chọi vậy nè, chọi lên trên chỗ như đó mọi người, chọi quá trời chọi luôn. Cái lá hồi thì cái con ma đó lại biến mất nữa, cái con ma không đầu đó lại biến mất nữa, không có xuất hiện. Thì cái bắt đầu ảnh mới gọi là giống như là lúc này ảnh, sau khi mà ảnh không còn thấy cái con ma đó nữa, thì ảnh mới chui lại vô trong cái chòi của ảnh ngủ. Thì cái lúc này cái anh Hùng Sơn sáng ảnh dậy á, cái việc đầu tiên mà sáng ảnh dậy, các bạn biết làm gì không? Trời ơi, thiệt sự luôn á, bảo nó thiệt luôn á, đừng có ai chọc Hùng Sơn nha, thiệt. Kiểu mà giận dai mà thù mà ghim trong lòng á mọi người, khắc sâu trong tim luôn á.
sáng dậy việc đầu tiên của ảnh là đi kiếm dầu hôi. Ảnh đi kiếm dầu hôi xong ảnh bước tới cái chỗ mà cây sậy hồi hôm qua nó đứng nó bám trên chợ đó mọi người. Ảnh đổ dầu hôi vô trong chổng. Ảnh đốt que diêm, ảnh phóng hỏa mọi người. Ảnh đốt sạch luôn. Trời ơi, các bạn thấy không? Kiểu giống như là diệt cỏ này diệt phải diệt tận gốc luôn á. Kiểu giống như là má mày chọc điên tao đúng không? Tao đốt nhà cho mày không có nhà ở luôn. Ảnh chơi tới vậy luôn, ảnh chơi lớn luôn á, thiệt. Trời ơi, thiệt sự luôn mà Bảo nghe mà Bảo hết hồn luôn. Ảnh sáng việc đầu tiên dậy không phải là xem dịch, không phải là đi lấy trứng dịch, mà là đi kiếm dầu hôi, đi mua dầu hôi về tạt vô trong cái cây sậy đó xong rồi phóng hỏa, hỏa thiêu cái cây sậy luôn, đốt cái nhà của cái con ma không đầu đó luôn, tại vì dám chọc ảnh. Thì xong rồi ảnh làm vậy xong rồi đó, thì sau khi mà kiểu giống như là mà ảnh chăn dịch xong rồi đó, ảnh đi về nhà thì ảnh mới gọi là lùa dịch đi về nhà. Thì khi mà ảnh lùa dịch ảnh đi về nhà thì ảnh mới kể chuyện này cho bà, kiểu giống như là kể chuyện này cho bà nội của ảnh nghe. Thì bắt đầu bà nội của ảnh mới tức, bà nội của ảnh mới chửi ảnh quá trời luôn. Tại vì á, bà nội của ảnh nói á là cái chỗ mà mày chăn dịch á, và đặc biệt là cái chỗ mà mày ngủ á, tại vì thường là đi chăn dịch là chăn đại ở chỗ nào đó, kiếm chỗ nào đó xa xa chăn thì nó mới có nhiều đồ ăn cho dịch. Tại vì nhiều khi là mình chăn chỗ này thì dịch nó ăn hết đồ ăn rồi thì nó phải đi sang chỗ khác. Thì bà ngoại của ảnh là đâu biết ảnh đi tới tận nơi hẻo lánh đó đâu mọi người, đâu có biết là đi tới tận đó đâu. Thì ảnh bà mới nói là trời ơi, chỗ đó là chỗ nổi tiếng con ma nhiều nhất ở Cần Thơ. Má ơi, mày chơi lớn như vậy, má mày chơi kiểu này giống như là mày đặt cược cả gia đình mình luôn rồi má. Kiểu giống như là thiệt, các bạn biết không, bà nội của ảnh nói là cái chỗ đó là chỗ nhiều ma nhất ở Cần Thơ, mà có tiếng luôn, có danh tiếng luôn, có rất là nhiều người đã gặp ma đó, bà feedback lại rồi, kiểu như có nhiều người đi tới và gặp ma đó và đã feedback lại cho những người khác rồi. Mắc kể chuyện ma mà phun nước miếng quá. Xong rồi bây giờ hả, kiểu giống như là lý do tại sao, để giải thích cho cái việc lý do tại sao mà ảnh lại tức như vậy khi mà ảnh gặp ma, thì mình phải review lại, kiểu giống như là mình phải return lại là ảnh nghe được một câu chuyện từ một đứa bạn của ảnh. Thì cái đứa bạn đó kiểu giống như là cái đứa em kết nghĩa của bé Móm luôn, tại vì bé Móm cũng ở Cần Thơ, thì mình sẽ xin phép đặt một cái tên của đứa đó nha. Cái đứa đó tên là Văn Hậu. Cái thằng bé đó tên là Văn Hậu, là em kết nghĩa của con bé Móm gửi câu chuyện này cho Bảo. Thì cái thằng Văn Hậu đó nó cũng làm kiểu giống như là chăn dịch luôn. Thì á là nó chăn cái khu đó trước cái ông Hùng Sơn rồi. Mà các bạn biết hả, là kiểu cái khu đó như vậy đi, nhưng mà nó rất là dài, là cái thằng Văn Hậu nó sẽ ở đây đi đúng không, nó ở khu vực bên này, thì cái ông Hùng Sơn ở đây, và cái ông Hùng Sơn kiểu như là nhiều nhà đó, có nhiều nhà nuôi dịch lắm. Thiệt sự là trong một cái vùng người ta chăn nuôi cái gì đó thì sẽ có rất là nhiều nhà nó cũng chăn nuôi những cái như vậy. Thì có ba cái nhà đó, thì hôm đó thì có cái anh Hùng Sơn là cái nhà ở giữa, thì cái nhà ở trên nữa là cái thằng bạn của cái anh Hùng Sơn, mà nhà của thằng bạn của anh Hùng Sơn đó cũng là chăn dịch luôn. Và cái thằng bạn nó cũng là cái người mà cùng với anh này kể câu chuyện này lại cho bé Móm nghe. Thì cái thằng Văn Hậu là nó ở phía đuôi, nó ở phía đuôi xa lắm, tuy rằng chăn cùng một chỗ là cùng một vị trí, nhưng mà sẽ cách xa nhau để kiểu giống như không có lạc đàn dịch vô nhau á, kiểu giống như là sẽ không có bị mất vịt, kiểu mình sẽ kiểu mà nhà ai nấy ở đó mọi người, tuy rằng ở cùng một vị trí là như vậy. Thì cái thằng Văn Hậu đó mà các bạn biết hả, là buổi tối đầu á mà nó ở đó đó là nó bị cái con ma không đầu nó nhét, kiểu tối á nó đi với ba nó luôn nha. Cái thằng Văn Hậu là nó đi với ba nó luôn, là cũng chăn dịch. Trời đất ơi, tôi đang kể chuyện cái bị văng ra vậy trời, ngổ ha. Trời đất ơi là trời, em tức quá mọi người, em đang có thai trà sữa mà em kể chuyện em bị văng ra em tức dễ sợ luôn, em tức mà em khóc luôn, em rơi lệ giọt nước mắt trái ngựa. Đã làm em tổn thương rất nhiều. Xe ra. Chỗ xe ra trong Facebook. Xe ra. Xe đi. Trời đất ơi, tức ghê, nó đang kể cao trào á. Kiểu mà đang kể vui á mọi người, tự nhiên bị tiệt hứng. Trời đất ơi, còn kể nữa nè mọi người, em bị văng ra rồi mà vẫn còn kể nè. Có ngộ không? Ngộ ghê vậy đó.
Trời, mọi người ơi, mọi người xe lại lấy chim giùm Bảo nha, Bảo tức dễ sợ luôn á. Trời ơi, Bảo ghim nha mọi người, Bảo ghim. Trời ơi, Bảo ghim. Tức quá mà, em tức, em ói máu. Trời ơi, lắc mà cái mặt nào các bạn, lắc mà cũng có phải lựa cái mặt nào nó đàng hoàng chút xíu chứ lắc mà là cái mặt này, trời ơi. Cái mỏ gì như cái mỏ chim vậy trời. Tức dễ sợ, lắc mà ngay khúc này. Coi ngộ không? Các bạn ơi, xe ly chim lại cho Bảo nha, đủ 5.000 bài, bắt đầu kể chuyện ma tiếp nha. Bảo tức quá mọi người ơi, Bảo tức quá. Khúc nãy đang nghe tới khúc Văn Hậu đi với ba nó rồi, không còn nghe nữa. Đúng rồi đó Huy Huy. Khúc đó bị văng ra đó em. Khúc đó bị văng ra đó em. Đau lòng. Đau lòng quá cả nhà ơi. Cả nhà ơi, đau lòng quá. Cả nhà ơi, thật sự chứ, thật chứ. Thị Hiền đúng rồi, bị văng ra tụt mót dễ sợ luôn không cả nhà. Tụt mót quá mà. Trời ơi, em đau lòng ghê, em tức. Trời ơi. Trời ơi. Trời cái gì đây trời. Trời cái gì vậy trời. Lắc quá mọi người ơi, dạo này lắc quá. Lắc Samba ghê. Các bạn ơi, xe lấy chim ủng hộ Bảo nha. Suýt đập cục wifi tính đâu ra rớt mạng nè ba. Không phải rớt mạng đâu Trần Tấn Lộc ơi, Bảo bị văng á. Sao dạo này bị gì á. Cho nên này like bài thử coi có bị văng không. Các bạn xe lấy chim ủng hộ Bảo nha. Đủ 5.000 bạn mới sao được kể chuyện ma nha. Bị chá. Bị chá hả ta. Đâu chá đâu. Chưa bao giờ mà em tức vậy, đúng rồi anh cũng chưa bao giờ mà tức vậy luôn á em. Trời ơi. Thảo nào em toàn bị kích ra wifi. Ủa các bạn cũng bị kích nữa hả? Là có nghĩa là tự nhiên các bạn đang xem mà tự nhiên các bạn đi ra ngoài. Không có phải là ở Facebook mà các bạn đi ra ngoài giao diện luôn đúng không mọi người? Vậy là có nghĩa là ai cũng bị vậy á. Vậy là nó lắc rồi. Cái quan trọng ở đây là để cái đèn này ở đâu nè. Sao này chọn là cái Facebook nó đang vậy? Rồi, để đèn này đỏ hơn. Cái gì vậy? Trời, cái gì lạ lùng vậy? Đó, để vậy sương sương. Để chuyện ma tiếp cho các bạn. Má tức dễ sợ luôn. Tức chưa bao giờ mà tức như vậy. Trời ơi, cuối cùng cũng được coi anh Bảo phát trực tiếp luôn. Ủa gì vậy Quân Lê, chứ nãy giờ em chưa vô nghe hả? Lắc như... tức ghê cái gì vậy? Hello Thúy Di nha, alo. Hello Yến Nhi nha mọi người, Yến Trang Yến Nhi nè. Mấy bạn ơi, thôi tại vì các bạn biết sao không, tại vì nó lắc vậy thôi chứ cũng không phải là không biết có phải tại ai kênh hay không nữa. Nhưng mà có những bạn không, có những bạn coi cũng đâu có không có bị lắc, nhưng mà quan trọng là nó tới thời á các bạn, nó tới thời kỳ đó cho nên nó lắc vậy đó. Các bạn sẽ live stream lại cho Bảo nha, đủ đấy quý bạn, mình sẽ kể tiếp. Trời ơi, để cho các bạn kia vô đông đông đi, tại vì các bạn nói nhiều khi các bạn nó cũng không biết là mình like nữa. Các bạn đi ra đó hỏi các bạn kêu tôi like lại cho tôi xỉu, tôi xỉu không á. Nghe đang hồi hộp cái lắc. Ồ buồn ghê. Hello Trâm Qua nha. Hello Cao Minh Đức nha. Hello Lê Yến nha. Hello Lạc Kỳ Ân nha. Rồi đủ 5.000 bạn rồi, bắt đầu sao đâu kể tiếp. Bật lên turn up the music. Thì cái thằng Văn Hậu các bạn, nó đang ngủ với ba nó ở trong cái chòi. Thì Bảo cũng nói rồi, thì khi mà nó đang ngủ vậy nè, thì nó nghe tiếng dịch kêu quá trời luôn. Dịch kêu quẹt 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 dịch kêu quá trời, mà đàn dịch á các bạn tưởng tượng đi, cả một đàn dịch luôn chứ không phải là một con dịch nó kêu, nó ồm ơi là ồm luôn. Bắt đầu á kiểu giống như là lúc đó thì trời nó cũng mưa, thì cái thằng Văn Hậu này nó cũng lười ra an ủi dịch lắm. Thì thường thường là mình sẽ ra con dịch nó như thế nào để gọi là lùa vô lại để coi động tĩnh hay là có bị gì hay không. Thì cái thằng Văn Hậu này nó thì lúc đó ba nó ngủ á, ba nó kêu nó ra coi, thì kiểu giống như là con mình là con mà ba mình sai mình thì mình phải đi chứ làm sao mà mình cãi lại được. Thì nó cũng ngồi nó giật cái đầu, nó cũng giật cái mùng ra, nó cũng
chừa cái mặt nó ra để nó coi coi là ở ngoài có chuyện gì. Thì các bạn biết hả, nó vừa giật cái vỏ cái mùng lên, nó nhìn vậy nè mọi người. Hay trời, các bạn biết nó thấy cái con ma không đầu mà cái thằng Hùng Sơn thấy á, cái con ma không đầu nó cứ bay qua bay lại cái chỗ mà mấy con vịt đang ở đó. Nó cứ bay qua bay lại, nó lùa mấy con vịt, nó hù mấy con vịt. Các bạn thấy vô lý không? Thường thường là ma ta đi hù người hay gì đó, đằng này ma đi hù vịt. Cái thằng Văn Hậu thấy cái con ma không đầu nó bay vòng vòng hù cho mấy con vịt, nó sợ mấy con vịt, nó la lên vậy đó mọi người, hù chơi vậy đó. Tại vì các bạn biết sao không? Tại thường thường ma nó không có ăn được thịt vịt. Ma nó không ăn được thịt vịt, với lại nó cũng không có làm cái gì được hết á. Cho nên nó rảnh quá, nó không có gì vui, nó không có gì chơi á. Nó ra nó hù mấy con vịt chạy vòng vòng chơi, nó phá người ta chơi vậy đó. Chứ không có gì hết trơn á, nó thích là nó phá à. Cái xong rồi bởi vì kiểu giống như là sau đó thì cái thằng bé Văn Hậu này nó sợ quá, thì nó mới kêu mấy cái thằng mà anh lớn của nó, thì cái thằng Hùng Sơn là anh lớn đó, với lại một cái thằng bạn của thằng Hùng Sơn nữa. Thì cái thằng bạn Hùng Sơn là nó ở trên kia, thì kêu xuống để coi tình hình á, kiểu như là kêu xuống giúp đỡ. Mà tới khi kêu xuống á thì là cái con ma không đầu nó đã biến mất rồi. Thì chính từ cái ngày hôm đó mà cái thằng Hùng Sơn nó tức cái con ma không đầu đó đó. Cho nên cái hôm mà nó gặp con ma không đầu đó là nó quậy con ma không đầu lại đó. Nó mới cầm đá nó chọi con ma không đầu đó. Tự nhiên đang yên lành không có chuyện gì chết, các bạn đi ra hù mấy vịt gì kỳ vậy? Má không đầu này kỳ, má không đầu này ngộ nè. Tự nhiên đi hù mấy vịt, cho mấy vịt chạy vòng la la chơi gì đó, phá ta chơi gì đó. Rồi xong bây giờ Bảo sẽ kể tiếp một cái câu chuyện tiếp theo của một cái bé đã gửi cho Bảo. Thì cái bé gửi cái câu chuyện này á, bé xin phép được giấu tên. Thì á, bé kể á, là cái câu chuyện này xảy ra ở bên nhà nội của bé. Mà nhà nội của bé ngày trước á, là có tới 10 người. Là bên nhà nội của bé là có tới 10 người, kiểu mà 10 người con lận. Thì á, có cái cô chị cả và cái cô bé Út á thì cái đứa con Út á nó đã chết rồi. Thì cái câu chuyện của cô chị cả là như thế này, mình xin phép được đặt tên nha, cô chị Hai Cả. Cô chị Hai Cả tên là Yến Trang. Cô chị Hai Cả tên là Yến Trang. Thì cái bà Yến Trang này, cái lúc còn nhỏ là cái lúc đó là bà khoảng 7-8 tuổi. Thì cái lúc mà bà khoảng 7-8 tuổi là bà chết rồi. Thì cái bà Yến Trang là như thế này, chuyện này như thế này. Là hồi đó ngày xưa, là thời xưa đó nha, là mình còn giặt giả mọi người. Còn giặt giả, cho nên ở trong nhà của người dân thường thường là người ta sẽ có súng. Người ta sẽ thủ sẵn súng. Thì hôm đó có một cái người bạn của cái cô Hai Yến Trang á, mới qua nhà chơi. Thì kiểu giống như là vô trong nhà của cô Hai Yến Trang chơi á, cái phát hiện là có súng á mọi người. Thì bắt đầu kiểu giống là cái đứa bé, cái thằng đó đó là làm như là nó biết chơi súng hay gì. Nhà nó có súng cho nên nó biết sử dụng á. Nó mới cầm cái súng của nhà cô Hai Yến Trang ra, xong rồi nó mở cái chỗ mà để đạn á các bạn. Nó bật cái chỗ để đạn ra nè, xong rồi nó lấy hết đạn ra, nó cũng biết khôn. Nó lấy hết đạn ra xong rồi nó đóng cái súng lại. Cái bắt đầu nó biểu diễn mọi người, nó biểu diễn. Nha mà nó biểu diễn nè. Hey, ben si ka da ka ten. Ben si ka da chu ten. Ben si ka da ka ten. Đó, bắt đầu nó biểu diễn cho cô Hai Yến Trang xem là chỗ bắn đùn đùn nè, chỗ nghe cặc cặc, nghe lọc cọc. Nghe lạc cặc. Cái tiếng súng á mà bắn mà không có đạn á, mình bắn một cái nghe nó lạch cạch vui á. Thì bắt đầu cái cô Hai Yến Trang này thấy vui quá. Nhưng mà cái lúc á mà cái thằng bạn của cô Hai Yến Trang này á, trời ơi, tại vì con nít khoảng 7-8 tuổi nó phá lắm mọi người, nó phá lắm. Thì bắt đầu cái thằng bạn này nó về á, kiểu nó chơi xong rồi nó để đạn lại vị trí cũ. Nó cũng gọi là lịch sự á mọi người. Nó chơi xong rồi thì nó bắt đầu nó để đạn lại vị trí cũ, là hồi nãy là trước khi mà nó chơi nó biểu diễn cho cô Hai Yến Trang xem á, là nó tháo đạn ra rồi nó mới bắn. Nó mới đưa lên trên đầu nó vậy nè mọi người, bắn đùng đùng nè. Bây giờ nó đi về thì nó lắp đạn vô, thì cái cô Hai Yến Trang này á cầm cái súng lên. Cái lúc mà cái thằng nó về thì cô Hai Yến Trang này cầm cái súng lên đi ra ngoài chơi. Thì các bạn hiểu không, kiểu như là đồng cái lúc đó thì bà nội của các bạn gửi câu chuyện này cho Bảo á, bà mới kêu mọi người xuống để gọi là ăn cơm với lại ông cố với lại bà cố của bạn. Thì kiểu giống như là cái lúc đó là vẫn còn ông cố với bà cố, tại vì bạn đã gọi mẹ của cái bà cô Hai Yến Trang gọi là bà nội rồi, thì các bạn cũng hiểu rồi.
Thì khi mà bà nội gọi cái cô hai Yến Trang xuống kiểu giống như là để ăn cơm á, ăn cơm cùng với gia đình á, trời ơi bắt đầu cô hai Yến Trang cũng ra biểu diễn mọi người. Cổ cũng biểu diễn luôn, trời ơi có cái này vui quá này cả nhà. Bằng cái lúc mà cái thằng bạn của hai Yến Trang về á là đã lắp đạn vô rồi, lắp đạn lại trả cho gia đình á. Thì cái lúc này cô hai Yến Trang đâu biết gì đâu, bắn luôn. Thì cổ bắn một cái đùng vô trong đầu vậy đó, cổ chết chứ sao. Trời ơi, để súng lên trên đầu biểu diễn mà bắn mà không chết thì sao, thì còn gì gọi là cuộc đời nữa đúng không. Cái bắt đầu máu tuôn từ trong đầu, máu tuôn từ ở trong đầu, máu nó tuôn ra quá trời luôn. Mà các bạn tới nỗi mà mình bụm lại bụm không được, máu vẫn tuôn mà chết tức tuổi luôn, chết rất là lãng luôn. Các bạn thấy chết lãng không? Thì cái lúc đó nó mới có chuyện. Mà hả, dạo gần đây á là hả, cái bạn mà gửi câu chuyện cho Bảo á, đi qua nhà của cô Năm. Cô Năm á nha, cô Năm trong gia đình á, thì cô Năm hồi rồi cô Năm có kể lại hồi đó, trước cái lúc mà cái cô hai Yến Trang á, là ví dụ cái ngày hôm đó là cái ngày hôm mà cô cầm cái súng cô bắn cái đầu á, cổ chết á, thì trước cái ngày hôm đó là buổi tối hôm đó là giống như là một cái điềm báo gì đó. Tự nhiên cô hai Yến Trang á đi ra ngoài ở ngay cái ngạp, ngay cái hàng ba á, ngồi xuống dưới đó mà mặt rất là buồn, không biết tại sao buồn nữa. Thì tự nhiên á cái cô Năm này kiểu giống như là mình là em, mà mình là em mình mới chạy ra hỏi chị coi ồ tại sao chị buồn, dù mình không phải là ông bụt, không phải bà ông bụt bà bụt, mình cũng chạy lại mình hỏi coi ờ sao chị buồn, chị ngồi ngay ngồi đây vậy. Thì các bạn biết không, vừa mới cái bà Năm bà vừa ngồi xuống thì cái cô hai Yến Trang đang ngồi vậy nè, với bà Năm đang ngồi kế bên nè, thì tự nhiên á các bạn hả, ở trong cái bụi cây á, tại vì ngày trước á là ông sơ của cô hai Yến Trang á, ông sơ của gia đình bạn này luôn, là người đầu tiên tới cái mảnh đất đó mà khai hoang. Thì sau này đẻ ra thì bắt đầu chia đất cho mấy đứa con khai hoang ra ở. Thì vòng vòng ở đó toàn là họ hàng không à, họ hàng của gia đình không à. Thì các bạn biết hả, thấy có một cái ngọn lửa ma trời. Các bạn biết ngọn lửa ma trời không? Nó từ ở trong cái bụi đó nó bay lên, nó bay trước mặt của cô hai Yến Trang. Xong rồi nó bay trước mặt của cổ, xong rồi nó bay đi, nó bay trở lại cái bụi đó, xong rồi nó rớt xuống dưới, nó biến mất. Thì nó như là một cái điềm gì đó, là qua ngày hôm sau là cô hai Yến Trang cổ chết luôn. Xong rồi á, thì từ khi cổ chết á, thì á, những cái kiểu giống như là có một cái cô họ hàng, kiểu là có một cái bà chị họ hàng ở trong gia đình á, bà cứ bị nhập hoài. Tới cái ngày á, mà giống như là đám giỗ của cô hai Yến Trang á, là cái bà chị họ đó bà sẽ bị nhập vô trong cái người á, kiểu như là cô hai Yến Trang mượn cái xác của cái bà chị họ đó để về thăm gia đình, nói chuyện với lại mẹ của cổ gì đó. Với lại hả, các bạn biết á, do là chung quanh toàn là gia đình người thân thôi, trong cái xóm á toàn gia đình người thân thôi, mà các bạn hả, các bạn biết là cứ hễ ai có đám giỗ đám quải gì, có tiệc gì á mà không có mời á, kiểu như là mở tiệc ra, mở đám giỗ đám quải ra mà không có mời cổ á, là cổ sẽ kiểu như là nhập vào một trong những cái người đang làm đám ở trong đó. Cổ nói á kiểu như là không có mời cổ ăn á, mà cũng không biết tại sao á, là cổ có nhà, trong khi là cổ có nhà nha, cổ chết ở nhà mà cổ có nhà, mà cổ không có về nhà cổ, mà cổ cứ đi vòng vòng trong xóm hoài. Thì á là kiểu như là các bạn biết hai người ta đang ăn giỗ ở đây. Xin lỗi, ba đang đau họng. Người ta đang ăn giỗ ở đây nè, thì tự nhiên kiểu như là bả nhập vô người ta luôn, ăn giỗ nào ở nhà khác. Tại vì ngay từ lúc khai hoang ra thì đã rất là nhiều nhà chia ra rồi, nhưng mà kiểu như là mạnh ai nấy sống, nhưng mà cũng là kiểu như là cũng là họ hàng với nhau. Thì bắt đầu người ta đang ăn giỗ đây, thì tự nhiên hả bị nhập, cái ông đó bị nhập, cái xong rồi hả, thì nguyên một bàn đông mà ổng bị nhập xong, cái ông đó ổng tên là ông Huy đi. Thì cái ông Huy đó bị nhập xong, ổng quay qua ổng nói chuyện với, ổng nói với lại cái ông kế bên, ổng nói là trời ơi đồ ăn ngon quá. Ổng bị nhập rồi nha, ổng bị cô hai Yến Trang nhập xong, ổng kêu là trời ơi đồ ăn ngon quá, vậy mà không mời người ta tới ăn, không rủ người ta qua ăn, ăn một mình kỳ ghê vậy đó, ăn một mình kỳ ghê vậy đó. Trời ơi các bạn, tới như vậy luôn á, mà làm như sau khi mà cổ chết xong là cổ ăn nhiều hơn á mọi người. Cứ hễ là nhà, cứ hễ là bắt đầu từ đó là người ta nhà nào mà có đám giỗ đám quả gì là phải cúng mời cổ, phải cúng mời cổ. Thí dụ mà không, trời ơi con mèo nát xì, ví dụ mà không mời cổ là cổ nhập vô trong người, cổ nhập vô trong người của một trong những người đó nhắc. Không mời cổ là cổ nhập vô trong cổ nhắc. Vậy đó mọi người, tự nhiên chết xong cái tự nhiên ăn nhiều hơn, không biết lý do tại sao, mà cũng không hiểu lại tại sao là
cổ có nhà mà cổ không ở, mà cổ cứ đi vòng vòng vậy hoài. Tới một ngày kia, trong nhà kia, trong nhà kia có một cái kiểu mà giống như là có một cái bà bác á, có một bà bác họ hàng, nhà bà cũng gọi là giống như là đang có tiệc. Thì tự nhiên á, hôm đó là bà nội của cái bạn gửi câu chuyện này cho bảo mình xin phép lấy một cái tên đi ha. Bà nội của cô, bà nội của cái bạn gửi cho câu chuyện này cho bảo tên là Vựa Muối. Tên là Vựa Muối. Thì cái ngày hôm đó, cái bà Vựa Muối đó, bà đang đi ngang cái nhà của cái bà bác đang có tiệc đó. Thì tự nhiên cái bà Vựa Muối bà đang đi gì nè, mọi người đang đi chợ. Thì tự nhiên cái bà bác đó, bà xông từ ở trong nhà bà xông ra. Bà xông từ ở trong nhà bà chạy ra như một vị thần vậy đó. Bà chạy ra xong rồi bà ôm tay cái bà Vựa Muối, bà sờ vậy nè mọi người, bà sờ vậy nè. Cái xong rồi bà xưng bằng con. Bà xưng với bà Vựa Muối là mẹ. Trời ơi mẹ Muối ơi mẹ Muối, nhớ mẹ Muối quá, thương mẹ Muối quá. Mẹ Muối đi chợ về hả, nhớ mẹ Muối quá, thương mẹ Muối quá. Xưng là mẹ với là con luôn, mà trong khi bả là bà bác mà kiểu như là cũng gọi là lớn tuổi mà bả xưng vậy. Trời có bị khùng không? Cái bắt đầu á là bà Vựa Muối này á, cái bà Vựa Muối này đó, bả cũng gọi là biết rồi, bả cũng linh tính là cái bà Hai Yến Trang bả đang nhập vô trong cái bà bác này. Thì bả cũng bình thường thôi, tại vì dù cho là ma cũng là con bả đẻ mà, đúng không mọi người, đúng không cả nhà? Dù cho có ai nó ngã nó nghiêng, dù cho như thế nào thì cái bà đó vẫn là con của bả, mặc dù bả chết rồi bả là ma, bả vẫn là con của bà Vựa Muối, đúng không? Thì tất nhiên làm gì mẹ mà phải sợ con. Thì cái bà đó bả cũng bình tĩnh, bả nói là sao rồi, dạo này mẹ khỏe, mẹ vẫn khỏe rồi con sao, dạo này đã chịu tu hành gì chưa? Thì bắt đầu cái bà Hai Yến Trang bả đang nhập vô trong người cái bà bác đó mới nói là con không có đi tu đâu, mà tại vì con không có nhà á mẹ, con bị đau ở đây nè, là chỉ vô trong cái đầu á, là tại vì cái lúc chết là bà bắn súng vô đầu bả đó, cho nên cái lúc mà bả bây giờ vẫn là vong linh, bả vẫn đau ngay đầu á, con bị đau ở đây nhà mẹ, mà không có nhà á mẹ, cho nên hả mỗi lần mà trời á mưa mà sấm chớp đánh á mẹ, con sợ bị trời đánh á, cái con phải núp vô người chị này, con núp vô người chị kia, con không có nhà. Trời ơi, là có nghĩa là cái lúc mà bà, tại vì bà là vong linh, bây giờ bà là vong linh mà bà cứ đi lang thang vậy hoài, cái mỗi lần mà trời mưa á bà sợ là trời sét đánh bà, cho nên á mỗi lần mà như vậy là bà phải núp vô trong người của chị này, những cái người yếu vía bà núp vô trong người của người này, bà núp vô trong người của người kia để tránh không bị trời đánh, không bị sét đánh. Thì bắt đầu á cái bà mẹ thì tất nhiên rồi, cái bà Vựa Muối bà có nhà mà, thì cái bà này cũng là con của bà thôi. Bà mới nói là ủa vậy sao con mình có nhà mà con không về, mà con đi lang thang làm cái gì, cái rồi bây giờ con sợ. Cái bà Hai Yến Trang á là bà mới nói là nhà mình có nhà nhưng mà hả cũ quyền á, kiểu giống là cũ quyền của mình lớn quá con ở không có được. Cũ quyền ở đây có nghĩa là ông bà cố mà sơ á, kiểu mà giống như là nhiều người lớn á, cho nên bà không có thể nào mà bà ở được. Với lại trong nhà không có thờ bà, tại vì bà chết lúc bà còn nhỏ không có thờ, cứ để vậy á, cho nên bà không có thể nào mà bà ở nhà, bà không có thể nào bà vô trong nhà được. Lúc nào bà cũng phải mượn xác người để bà vô hết, tại vì bà nói là cũ quyền của bà lớn, cũ quyền của gia đình bà lớn quá, bà không có vô được. Cái xong rồi hả, kiểu giống như là hả mọi chuyện nó cũng qua đi cho tới khi mà mẹ của cái bạn gửi câu chuyện này cho bảo á đi về làm dâu của nhà bà Vựa Muối. Có nghĩa là bà Vựa Muối bà có tới 10 người con, bảo có kể cho mọi người rồi. Thì ba của cái bạn gửi câu chuyện này cho bảo á là thứ sáu, thì mẹ của bạn gửi câu chuyện này cho bảo tên là Đình Như. Thì kiểu như là cái bà Đình Như này, sau khi mà lấy cái ông xấu ở trong cái gia đình này đi về đây làm dâu á, thì kiểu khi mà cái bà Đình Như vừa về thì cái bà Vựa Muối rất là khó khăn với bà Đình Như, kiểu giống như là mẹ chồng với nàng dâu á, cho nên khi mà mới vừa về nhà là cái bà Đình Như phải làm rất là nhiều việc, từ rửa chén, lau nhà, quét nhà, giặt giũ, nấu cơm, nói chung là quán xuyến hết mọi chuyện luôn, cho tới khoảng 7 giờ tối mới được ngủ. Thiệt sự là bây giờ các bạn cảm thấy là 7 giờ tối á, là ngủ là sớm, nhưng mà thật chất đó là ngày xưa á, 7 giờ tối là trễ rồi. Trời ơi, 5-6 giờ là người ta bắt đầu lật đật ta đi ngủ rồi, 7 giờ tối là trễ rồi. Mà cứ mỗi lần á, mà kiểu như là buổi tối á, mà trước khi để xong việc phải đi ngủ á, thì bà phải ngồi ở đằng sau nhà bà rửa chén rồi bà làm những cái việc ví dụ giặt đồ. Thì các bạn cũng biết hả là hả
buổi tối đó là kiểu như là khoảng đúng 7 giờ là bắt đầu gia đình bên chồng á của cái bà Đình Như á, là bà mẹ chồng bà Đình Như là bà Phượng Muối á, tất cả mọi người đã đi lên trên lầu ngủ hết trơn rồi. Là các bạn hãy tưởng tượng đi, ở phía nhà sau á là thường thường sẽ rửa chén ở phía nhà sau nhà, là ở đó chỉ có một mình cái bà Đình Như thôi, không có ai hết trơn á, có một mình bà Đình Như à, không có ai cả. Thì bắt đầu kiểu giống như là ở phía sau nhà á, là nhìn xa xa ra chút xíu á, nhìn phía bên tay trái á là sẽ thấy có cái những cái mộ của ông cha, có nghĩa là những cái mộ của những cái người mà người lớn ở trong nhà mà người ta qua đời á thì sẽ chôn ở đó luôn. Ngày xưa bây giờ thì mình mới gọi là giống như là hỏa thiêu nhiều, chứ ngày xưa là mình chôn bằng đất của gia đình không à, kiểu như dù gì nhà cũng là người khai quang cái chỗ đó thì tất nhiên là đất nó dư giả rồi, cho nên hả cứ chôn gia đình mình ở gần đó thôi. Trời ơi, mà các bạn hả biết hả, là vừa rửa chén ở đây nhìn bên tay trái phía mé mé một cái là thấy cái ngôi mộ của cái bà hai Yến Trang cũng chừng dần ngay đó. Ngôi mộ của bà hai Yến Trang chừng gần ngay đó luôn. Nhưng mà kiểu như là khi mà cái bà Đình Như này về nhà chồng á thì bà không có biết gì hết, bà không có nghe những cái câu chuyện đó, thì kiểu mà bà cũng không có sợ nữa, bà cứ rửa chén xong là bà đi lên bà ngủ thôi, nhưng mà bà cũng không có thấy sợ. Mà hả các bạn biết hả, là mỗi lần á mà bà rửa chén á thì hả lâu lâu lại có một cái con cú mèo, lâu lâu có một cái con cú mèo tự nhiên nó bay lại, nó đậu ngay gần đó, xong rồi nó ngước mắt nó nhìn bà vậy nè. Nó ngước mắt mà nó xe tròn mắt nó nhìn bà Đình Như hoài luôn. Thì mỗi lần mà như vậy á, bà Đình Như á, sau khi mà bà gặp cái con cú mèo đó, thì kiểu giống như là hả, sáng hôm sau là bà sẽ ở nhà xuyên suốt luôn. Trong cái khoảng thời gian đó bà sẽ cứ ở nhà xuyên suốt để bà canh mẹ chồng bà. Tức nghĩa là bà Vựa Muối cũng là mẹ của cái bà Hai Yến Trang, với lại là mẹ của chồng của cái bà Đình Như luôn, phải ở nhà canh mẹ. Tự nhiên có cái linh cảm vậy á. Thì á, đúng thiệt, cứ mỗi lần mà thấy cái con cú mèo đó đó, là cứ khoảng cuối cái tuần đó, là thí dụ như trong khoảng thời gian mà vừa gặp con cú mèo đi 1-2 ngày sau á, là bắt đầu á, là cái bà Vựa Muối bà bệnh. Cái bà Vựa Muối bà sẽ bị bệnh. Cho nên cứ mỗi lần thấy con cú mèo đó là cái bà Đình Như là luôn luôn ở nhà để canh mẹ chồng của mình để chăm sóc. Bởi vì thường thường là gặp con cú mèo là mẹ, là cái bà Vựa Muối bà sẽ bị bệnh. Thì sau này á, một khoảng thời gian này á, thì mới biết được chân tướng của sự việc là ví dụ như vậy. Cái ngày hôm đó biết được chân tướng sự việc là tại sao, là bởi vì á, cái bà Đình Như bà đi ra ngoài ruộng, bà làm ruộng, cái ruộng của gia đình bà mà, thì bà làm một hồi á, thì cách khoảng đó nhìn bên đó là cách khoảng đó là khoảng 7-8 mét, là có thể nhìn được về nhà luôn, là nhìn được phía sau nhà thì sẽ thấy được cái chỗ mà của mộ của gia đình tổ tiên. Thì bắt đầu kiểu như là không hiểu lý do gì á, thì tự nhiên cái bà Đình Như này bà cảm thấy á, là trong người của bà trống rỗng mà kiểu như là có ai dắt dở, có ai dẫn, mà có ai đưa lối đó mọi người. Cái bắt đầu cái bà Đình Như đó bà cứ đi hoài luôn, bà đi một mình, bà kiểu mà không biết bà đi về đâu luôn. Bản thân bà biết nè, bà suy nghĩ là ủa mình đang làm gì vậy, sao tự nhiên mình đi theo cái hướng này vậy, mình đâu có muốn đi đâu, mình đang làm ruộng mà, tự nhiên vậy đó mọi người, tự nhiên đang làm ruộng cái bỏ hết cái đi từ ra ở ngoài cái đầu hậu là cái đầu ruộng á mọi người, là ngay cái đầu ruộng là cái chỗ đó xa lắm. Cái chỗ đó là dành ra để bơm nước xuống dưới ruộng. Cái chỗ đó xây ra là để bơm nước xuống dưới ruộng. Thì đi lên cái đầu hậu như vậy á, đi lên tới cái đầu hậu luôn rất là xa. Thì khi mà đi lên đó thì đi ngang nhà của một bà thầy bói. Kiểu như là trời xui đất khiến sao mà đi ngang nhà của một bà thầy bói. Thì cái lúc đó bà thầy bói bà thấy cái bà Đình Như này đi ngang như vậy á, thì bà mới kéo vô trong nhà của bà đó luôn. Xong rồi bà bắt ngồi xuống ghế, mà ngồi ngay cái bàn á, ngồi xuống ghế, bà đập cái bàn vậy nè. Cái bà thầy bói đó bà mới đập cái bàn vậy nè, bà chỉ vô trong cái bà Đình Như kêu là tại sao không đi đầu thai đi mà đi theo người ta phá làm gì. Thì sau khi mà cái bà thầy bói đó vừa nói cái câu đó xong á, là cái bà thầy bói đó bị nhập luôn. Cái bà thầy bói đó bị nhập luôn, kiểu giống như là bà thầy bói đó bà cũng không có cao tay tới cái mức độ mà có thể mà gọi là giống như là xử ép cái bà Hai Yến Trang, các bạn hiểu không? Thì cái lúc đó giống như là cái bà Hai Yến Trang đó bà mượn cái xác của bà thầy bói đó vậy, bà khiến cho là kiểu như là cái bà Đình Như, bà muốn cái bà Đình Như phải biết cái sự hiện diện của bà. Thì cái lúc đó là cái bà Hai Yến Trang bà nhập vô trong người bà thầy bói đó rồi. Bà mới nói là tại vì á, từ uống miếng nước cái đầu họng á. Rồi. Thì á, bà Hai Yến Trang bà nhập vô trong người bà thầy bói đó, bà mới nói là
Tại vì á, bà Hai Yến Trang là nói bà á, bà với lại cái con bé này nè, cái con bé Đình Như này nè, mới gọi là hợp mạng với nhau mới đi theo. Nhưng mà đi theo ở đây là đi theo phù hộ nha, chứ không phải là đi theo là để bắt hồn hay gì hết. Gia đình tôi mà bà, gia đình của tôi mà bà. Cái xong rồi cái bà Đình Như lúc đó bà tự nhiên giống như là bà ngồi đực ra vậy nè, bà không hiểu gì hết. Thì bắt đầu á, cái bà Hai Yến Trang á, bà nhập vô trong người bà thầy bói, bà mới nói đó, em á, em gọi chị là chị Hai, chị á là chị của chồng em á, mà chị chết trước khi mà chồng em ra đời. Chồng em á không có biết chị đâu, nó kiểu như là nó không có tiếp xúc với chị đâu, nhưng mà nó biết chị là chị của nó đó, nhưng mà chị chết cái lúc mà trước khi nó ra đời, tại vì nó thứ sáu lận, chị là con cả trong nhà, mà chị chết lúc 7-8 tuổi đó. Chị á là chị của em nè, em gọi chị một tiếng chị đi em. Cái xong rồi cái lúc này cái bà Đình Như bà mới bà mới hiểu á, bà mới ngầm bà hiểu á. Tại vì khi mà bà về nhà, bà cũng nghe nói là cái nhà của chồng của bà là có khoảng tới 10 người con mà, đúng không? Cái bắt đầu cái bà Đình Như này bà mới nói là, ủa vậy cái con cú mèo là chị đó hả? Vì mỗi lần mà em gặp con cú mèo là có phải là chị hay không đó. Tại vì khi mà bà về nhà kiểu như là do là bà với là cái bà này hợp mạng nhau á, cho nên mới kiểu như là có thể cảm được cái sự hiện diện của nhau trong ngôi nhà. Thì cái lúc này cái bà Hai Yến Trang mới kêu, ừ chị đó em, chị hiện về chị làm con cú mèo cho em biết là mẹ sắp bị bệnh đó em. Cái xong rồi hả, bà có nói trời ơi. Cái lúc này á, cái bắt đầu cái bà Đình Như bà mới quay qua bà nói với lại cái bà đó, kiểu như là hợp á các bạn, kiểu chị em á, chị ngã em nâng á. Cái bà mới quay qua kêu là, cái bà Đình Như nha, bà quay qua kêu bà nói với lại cái vong hồn của bà Yến Trang á, chị ơi mốt á chị gặp em á, chị lựa con nào dễ thương xíu nha chế. Chế lựa con nào dễ thương xíu nha chế, chứ chị chế làm con cú mèo em sợ lắm. Chế lựa con nào mà nó dễ thương á, chế hiện ra chứ, chứ chế đừng có làm con cú mèo nữa, em rất là sợ. Cái xong rồi cái bà Hai Yến Trang kiểu như là bà cũng hiểu tâm lý á các bạn, bà nhập vô trong người bà hệ báo, bà kêu là ồ chế hứa với em, chế sẽ không có biến thành con chim cú mèo nữa đâu, em yên tâm đi đó. Cứ sau cái cuộc nói chuyện đó là bắt đầu cái bà Đình Như là bà biết cái sự hiện diện của cái bà chị của bà trong ngôi nhà rồi. Thì lúc này bà cũng hay cúng kiến cho bà chị của bà, kiểu như là mặc dù á là kiểu như là không có chị em, không có bà là chị em ruột, nhưng mà kiểu như là nói chuyện kiểu mà như vậy á, khiến cho bà kiểu do là mạng của hai người này hợp nhau á, cho nên nó là bà Đình Như bà kiểu bà cứ cúng kiến cho bà này hoài luôn đó. Mà với lại cũng bảo cũng không hiểu lý do tại sao mà không có để kiểu mà ở trong nhà á, không có thờ cái bà Yến Trang này luôn. Tại vì cái bà Yến Trang này chết lúc 7-8 tuổi, mà bà Yến Trang này là con nít mà lại là nữ nữa, con gái nữa, kiểu thì kiểu giống như là nữ sinh ngoại tộc á, không có thờ, không có để ở trên bàn thờ. Ngang với lại những cái kiểu giống như là ông bà lớn thì không có để, thì không có thờ cái bà Yến Trang này. Thì kiểu lâu lâu thì cái bà Đình Như bà cứ cúng cho cái bà Yến Trang thôi. Thì xong rồi á, sau này á, cái bà Đình Như mỗi lần mà bà rửa chén á, thì bà không còn gặp con chim cú mèo nữa. Mà các bạn biết hả, là cái bà Yến Trang bà biến thành con gì không? Bà biến thành con bướm bướm đen. Mà cái con bướm bướm đó nó to nha các bạn. Bướm to đàng hoàng nha, nguyên một con bướm to, nguyên một con bướm bự luôn. Là có nghĩa là giống như là cái đợt mà nói chuyện mà nhập vô trong người bà thầy bói á. Trời ơi, ác xì gì mà sau lưng ta vậy mẹ. Thì nhập vô trong người thầy bói thì cái bà Đình Như bà cũng nói là hả, chị kiếm cái giao diện nào đó đẹp đẹp á, kiếm cái con nào mà dễ thương cute á, nói chuyện với em chứ đừng có kiếm con cú mèo em sợ. Là về sau bà biến thành con bướm luôn á má. Bà biến thành con bướm luôn. Đó. Thì sau này á, bắt đầu á, gia đình của các bạn mà gửi câu chuyện này cho bảo, có nghĩa là gia đình của bà Đình Như với lại các ông sáu trong gia đình á, mới gọi là giống như là chuyển ra ngoài ở riêng. Thì trong cái thời gian mà xây nhà ở riêng á, thì mấy cái người này kiểu giống như là bà Đình Như với lại chồng của bà vẫn phải ở bên nhà nội một khoảng thời gian, đợi cho cái nhà nó xây xong rồi mới chuyển qua được. Thì các bạn biết hả, hôm đó là có một cái ngày hôm đó là có một cái lính tập sự gì đó ở đâu á xa đó thì xuống dưới ở chỗ của cái bà mà gọi là Đình Như với lại gia đình của cái bà Vữa Muối á, gọi là tập sự. Người ta là quân đội nha, người ta xuống dưới, người ta thực tập, người ta tập sự á. Thì bắt đầu những cái người lính đó mới nhờ nhà của bà Vữa Muối là xin phép là ở phía sau nhà, dựng trại ở phía sau nhà, có nghĩa là ở phía nhà sau á, chứ không phải là ở trong nhà. Thì sau đó thì bà Vữa Muối kiểu như là bà cũng gọi là hỗ trợ, bà cho là ở phía sau nhà dựng trại. Thì các bạn biết không, là có nghĩa là ở trong nhà thì cái bà chính á, là lúc đó là chỉ mới có bà chính thôi, tới 10 người con rồi, nhưng mà cái bà đó là bà chính. Thì cái lúc đó cái người sau cùng á chưa có đẻ, cái người cuối cùng chưa có đẻ, nhưng mà sau khi người đó đẻ thì người đó cũng chết rồi. Thì
lúc đó là cái bà chính đó là bà là bà Út, lúc đó bà chính là thứ Út đó, tại vì chưa có đẻ cái người kia. Thì cái lúc này á, các bạn biết hả, cái bà chính đó đó thì bà ngủ ở gần bếp, kiểu như là bây giờ các bạn đi xuống đây là cái bếp đi đúng không, đi ra ngoài là cái nhà sau, thì thường thường á là cái bà Đình Như bà sẽ ngồi ở nhà sau để gọi là bà rửa chén. Thì chuẩn bị đi tới cái bếp á, là quẹo bên tay trái là quẹo bên tay trái là cái phòng ngủ của cái bà chính. Thì ở các bạn hả, là tối hôm đó là người ta lính á, người ta ở phía nhà sau rồi người ta đóng, người ta dựng lên ở phía nhà sau để ta ngủ nhờ. Thì tối hôm đó cái bà chính á bà cứ nghe có tiếng người kêu hoài ở ngoài nha, ở phía ngoài nha, không hiểu sao cứ nghe có tiếng người kêu là gõ cửa vậy nè, mọi người cứ nghe gõ cửa vậy nè, kêu là bé út ơi mở cửa cho chị vô với, ở ngoài này lạnh quá, bé út ơi bé mở cửa cho chị vô với, ở ngoài này lạnh quá bé út ơi. Trời đất ơi, cái lúc đó bà chính bà cũng lười á mọi người, lúc đó bà chính bà còn nhỏ mà, đang tuổi ăn tuổi học, tuổi lớn tuổi ngủ mà, tuổi chơi mà, thì bà lười quá, bà mới kêu ai vậy, cái bà không nghe trả lời, cái bà ngủ tiếp. Cái hồi vẫn có tiếng gõ cửa, vẫn kêu bé út ơi ra mở cửa, cái bà cũng kêu ai vậy mà không có tiếng trả lời nha mọi người. Cái xong rồi tới lần thứ ba quá tam ba bận ba bực quá, bà mới đi ra ngoài bà mở cửa, đi ra ngoài nhà sau mở cửa, tại vì nghe ở phía nhà sau có tiếng mà. Thì bắt đầu bà chỉ tưởng là chị em gì đó trong gia đình thôi, chứ không có phải là tưởng bà hai Yến Trang. Thì cái lúc mà bà vừa mở ra thì cái bà chính này á, là bà không có phải sống cùng với lại cái thời của cái bà cả, là bà thứ hai á, là bà hai Yến Trang á. Bởi vì bà đẻ sau cả cái ông xấu, là có nghĩa là sau cả ba của cái bé gửi câu chuyện này cho Bảo luôn mà. Thì làm sao mà bà biết được. Thì bà ra bà mở cửa thì hoàn toàn không thấy ai hết. Thì thấy lính người ta đang đóng trại, người ta ngủ hết trơn rồi, đâu có thấy ai đâu. Thì sáng ngày hôm sau á, thì cái bà chính đó đó, thì bà mới hỏi lại mấy cái anh lính là tối hôm qua mấy anh có gõ cửa kêu cửa không, sao tối hôm qua em cứ nghe có là có người kêu em vậy. Thì cái mấy anh lính đó, mấy ảnh mới nói là đúng, tối hôm qua là tụi tôi cũng nghe có tiếng gọi là kêu người nhà đó, là tụi tôi nghe có tiếng của một người phụ nữ gõ cửa kêu là mở cửa cho cái người đó vô để vì người đó lạnh quá. Thì cái lúc đó tụi tôi đang ngủ ở trên võng nè, tụi tôi mở mắt ra thì trời ơi tụi tôi không thấy ai hết trơn, tụi tôi chỉ nghe tiếng thôi, nhưng mà tụi tôi kiểu như là trời ơi tụi tôi nghe tiếng mà tụi tôi không có thấy hình, tụi tôi vẫn nghe tiếng, sau khi mở mắt thì vẫn nghe tiếng, thấy tiếng của người phụ nữ đó kêu nhưng mà không có thấy hình bóng của ai hết trơn, hoàn toàn là không có thấy bóng dáng ai cả, chỉ nghe tiếng thôi đó. Thì sau này á, khi mà bắt đầu nhà đã xây xong rồi, thì nhà của bà Đình Như với lại ông Sáu á, là xây xong rồi thì bắt đầu mới chuẩn bị dọn ra. Thì các bạn có biết hả, là cái bà chính á, kiểu như là cái bà, cái lúc này không hiểu lý do tại sao mà cái bà hai Yến Trang bà đã nhập vô trong cái bà chính á. Cái bà chính bà đi từ ở trong nhà vô là chuẩn bị là ngày hôm đó là dọn đồ đi ra sang nhà mới của bà Đình Như với lại ông chồng bà. Bà chính bà bị bà hai Yến Trang nhập vô người, xong rồi đi từ ở ngoài nhà đi vô trong nhà, đứng ở trước bàn thờ lạy quá trời lạy luôn, lạy con tên là Yến Trang cái gì đó mà nói tên họ ra luôn nha, nói tên họ ra, con tên là Yến Trang, cứ nói vậy hoài luôn. Thì bắt đầu mẹ của cái có nghĩa là bà nội của cái bé gửi câu chuyện này cho Bảo này, là cái bà vụ muối á, bà mới nói là sao vậy con, sao con nhập vô trong người em của con vậy, nhỏ nó còn nhỏ mà con, sao con nhập vô trong người của nó mà con muốn cái gì. Thì cái lúc này bà vừa mới bà mới hỏi, thì cái bà hai Yến Trang nhập vô trong người của cái bà chính á, mới khóc, mới vừa niệm vừa khóc, nói là con không có nhà để về, con không có ai thờ con hết, con không có nhà để về, bây giờ con buồn quá, khóc quá trời luôn. Cái xong rồi hả, bắt đầu á, thì kiểu như là khi này á, là mẹ của bé đó là bà Đình Như á, chuẩn bị chuyển sang nhà mới ở rồi, là không có ở đây nữa. Thì kiểu giống như là cái bà hai Yến Trang đó, bà cũng muốn đi theo luôn với gia đình, kiểu như là bà cũng làm như vậy là cố tình là để cho cái gia đình của bà Đình Như thấy như vậy á, rồi để kiểu như là đem bà về thờ bà luôn á. Tại vì ở trong nhà của cái bà Vũ Muối không có thờ bà, tại vì nữ sinh ngoại tộc nó không có thờ bà, kiểu giống như là, với lại lúc đó bà chết từ lúc bà còn nhỏ nữa, thì không có thờ, trên bàn thờ là để ông bà không à, kiểu để người lớn tuổi á. Thì bắt đầu khóc quá trời luôn, kêu là không ai thờ con hết trơn, con có nhà con cứ đi lang thang vậy, nhà con ở đây mà con cứ đứng ở ngoài nhà hoài, con không có vô trong nhà được, khóc quá trời luôn, khóc thấy thương lắm mọi người. Cái bắt đầu á,
thì cái bà vừa muối là thay là bây giờ con có muốn ở à, con muốn con có bây giờ là cái thằng xấu nè, cái thằng xấu với lại vợ nó là Đình Như nè sắp chuyển sang ở riêng rồi, con có muốn qua nhà tụi nó ở không? Hỏi vậy á thì bắt đầu kiểu như là cái bà Yến Trang á, bà hỏi đúng ý con rồi đó mẹ, mẹ hỏi đúng ý với con rồi đó. Con chờ con nói này á mẹ, kiểu cái thằng xấu thì lúc này bà mới nói là thằng xấu á, con nghe nói là nó khó tính lắm á, mẹ hỏi nó coi là nó có chịu không, mẹ hỏi coi là nó có chịu cho con về hả, để nó thờ con, nó cho con ở không, mẹ hỏi giùm đi. Tại vì á cái ông xấu là ổng đẻ ra cái lúc đó là bà đó bà chết rồi, thì ổng không có biết, kiểu như là bà nghĩ là không có tình chị em á sẽ không có thờ bà. Nhưng không các bạn, điên hả bèo, trời ta đang kể chuyện cho tự nhiên mày méo. Các bạn đợi chút xíu nha. Cái gì? Mày làm vậy ai đụ mày? Trời ơi, ta đang kể chuyện mày biết tao sợ không? Cái xong rồi á thì á cái bà thì bắt đầu á cái bà Định Như bà thấy như vậy thì kiểu như là bà nói là bà mới nói lại với chồng bà, mà mới kể lại với chồng bà những cái chuyện mà bà đã gặp với lại cái bà Hai Yến Trang cho chồng bà nghe. Thì cái lúc này á cái ông Sáu nó nói ồ vậy thôi, mình đem chị về thờ, nhà bên mình không có thờ chị thì thôi mình đem chị về thờ. Cái xong rồi lúc này á bên bà Định Như bà mới chịu là đem cái bà Hai Yến Trang về thờ. Vừa nói dứt câu xong á là bà Hai Yến Trang bà đang ngập vô trong người của cái bà chính á, cười lên quá trời các bạn, cười vui á, mừng á, ha ha, cười quá trời luôn. Nhầm từ đây về sau là mình có nhà rồi, từ nay về sau là mình có nhà rồi, mình không có phải đi lang đi bụi nữa. Bây giờ bà sẽ kể tiếp một số câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện này là của bé tên là Rồi, câu chuyện này của bé tên là Sa. Bé Sa nha mọi người, câu chuyện này của bé tên là bé Sa. Thì bé Sa này kể là khoảng năm trước. Các bạn đừng quên share livestream ủng hộ Bảo nha. Hôm nay Bảo đang, hôm nay thiệt sự là Bảo rất là đau họng luôn, nhưng mà Bảo vẫn có online Facebook cùng các bạn và kể chuyện cho các bạn nghe. Cho nên các bạn đừng quên share livestream ủng hộ Bảo nha. Rồi bây giờ Bảo kể tiếp câu chuyện tiếp theo. Thì cái bé Sa này kể là khoảng một năm trước đây á, khoảng một năm trước độ lại đây á, là bé có về quê, mà quê của bé là ở ngoại ô Diên Khánh. Mà các bạn á, bé kể là vào cái năm đó đó là ở bên ngoài, ở ngoại ô Diên Khánh rất là nóng, và cũng đang ở cái mùa mà không có nước á mọi người, bị cúp nước nữa cho nên lại càng nóng hơn. Thì do là Tết á về quê á, thì Tết về quê nó bị kiểu giống như là ở quê thì kiểu ít nhà khá giả lắm, nhà nào mà khá giả thì người ta mới có máy lạnh, nhưng mà những cái nhà không có khá giả thì người ta lại không có máy lạnh, người ta chịu nóng. Nhiều khi mà nóng quá thì bật quạt lên thì mình lại nghe mùi thú địch nữa, là nó lại càng hầm hơn. Thì những cái lúc mà nóng như thế này thì chỉ cần có một cái máy lạnh, một cái điều hòa nó là tốt nhất. Thì không có phải là ai cũng có thể mà có khả năng để mua máy lạnh ở dưới quê của bạn, của cái bé Sa gửi câu chuyện này cho Bảo. Thì đó là mẹ của bé Sa gửi câu chuyện này cho Bảo đó, mới có quen một cái người bạn. Thì cái người bạn, người phụ nữ đó tên là Nhân Trần. Cái cô đó tên là Nhân Trần. Thì kiểu giống như là cái nhà của cái cô Nhân Trần này á, cũng không phải là dạng khá giả, nhưng mà gia đình anh chị em của cô Nhân Trần này, nhiều anh chị em mà gia đình của anh chị em của cô Nhân Trần này lại khá khẩm. Có nghĩa là cô không khá giả nhưng mà gia đình anh chị em của cô khá khẩm, cho nên mỗi người giúp đỡ cô Nhân Trần này chút miếng. Thì kiểu như là cũng tặng, kiểu là cũng cho cô cái máy lạnh cũ, thì nhà cô cũng có cái máy lạnh. Thì bắt đầu á là mẹ của bé Sa này đó, kiểu như là thấy con mình nóng quá, tối nóng quá mọi người, cái mới bắt đầu đề nghị dù sao cũng là bạn với lại cô Nhân Trần này, mẹ của bé Sa cũng là bạn của cô Nhân với lại cô Nhân Trần. Thì mới gọi là nói là Nhân Trần ơi, tối nay tao qua nhà mày ngủ nha, cho tao ngủ ké cái máy lạnh của mày nha. Thì cái cô Nhân Trần này kiểu mà giống như là tuy rằng cổ ở cái vùng đó nhưng mà họ hàng của cổ rất là nhiều,
nhưng mà cổ rất là cô đơn bởi vì không có ai dám qua nhà cổ ở hết. Với lại á là ông ngoại của cái bạn gửi câu chuyện này cho bảo là cái bé Sa đó cũng đã thông báo rằng á là đừng có tới, đừng có ghé nhà của cô Nhân Trần, bởi vì nhà của cô Nhân Trần là đất độc, rất là nhiều ma, nhiều quỷ, cho nên đừng có ghé. Đó đó cũng là một trong những lý do vì sao á mà nhà của cô Nhân Trần á rất là ít ít ai tới chơi, kiểu là giống vậy, kiểu là nhà cô biệt lập một mình cô ở thôi, mà cái đất độc đó mà cũng có một mình cô ở à. Thì bắt đầu á là tối á đi sang nhà của cô Nhân Trần thì các bạn biết hả, là bắt đầu mở karaoke hát, nhảy múa lum la hết trơn. Mà các bạn nghĩ đi, cái mùa hè kiểu như là về mà kiểu không phải lúc đó là Tết, nhưng mà ở dưới đó rất là nóng, không hiểu lý do tại sao mà ở dưới đó rất là nóng luôn. Thì tự nhiên đi bước sang nhà của cô Nhân Trần cái hả là bắt đầu hả, các bạn biết hả, gió nó thổi vù vù vù, mà kiểu mà gió lạnh đó mọi người, gió lạnh mà khiếu điều gió độc luôn á, nó thổi quá trời luôn mà lạnh nhắc à, mà rất là hiếm, rất là hiếm những cái cơn gió như vậy. Và cái lúc này ở bên ngoại ô Diên Khánh của cái bé Sa rất là hiếm. Thì khi tới đó kiểu như là đi ra ngoài trước á, nhà của cô Nhân Trần này á có cái loa mà để người ta đi hát kẹo kéo á mọi người, có cái loa bự á, kéo cái loa ra ngoài hát karaoke. Mà đang hát nửa chừng á tự nhiên cúp điện, đang hát giữa chừng á thì tự nhiên cái máy nó cúp, mà trong khi điện ở nhà nó vẫn bình thường mà tự nhiên cái máy nó cúp. Đó, cái bắt đầu mọi người cũng không nghĩ gì nhiều, cũng không có nghĩ gì nhiều, cũng mặc kệ. Thì bắt đầu bật lên hát tiếp thôi. Nhưng mà hả, kiểu như là khi mà ở ngoài đó hát á, thì bé Sa bé thấy là rất là lạnh người, rất là lạnh luôn. Bởi vì là ở gần đó là toàn là mồ mả không à, ở gần đó là người ta chỉ toàn thấy mồ mả không à. Ở trong cái khu vực mà của cái bà Nhân Trần ở, rất là ít người ở luôn. Hơn bật nha. Rất là ít người ở luôn, cho nên cái khu đó toàn là để mồ mả không à, mà không hiểu sao mà bà Nhân Trần ở đó một mình bả mà ở đó khu đó thôi. Thì bắt đầu á mọi chuyện nó mới bắt đầu xảy ra, là khi mà bắt đầu đã đi vô ngủ rồi thì bé không phải là người trải nghiệm chuyện ma này. Người mà trải nghiệm cái chuyện ma này á là mẹ của bé, mình xin phép được đặt một cái tên nha. Mẹ của bé tên là Quỳnh Anh. Mẹ của bé tên là Quỳnh Anh. Thì cái bà Quỳnh trước khi mà kiểu như là bé là vô ngủ trước, bé hưởng máy lạnh trước. Tại vì á là nóng quá rồi, bữa giờ mình chịu nóng quá rồi, ở bên nhà ngoại mình chịu nóng quá. Bây giờ qua nhà của cô Nhân Trần á thì có máy lạnh thì ngủ nó sướng lắm, đêm nó ngủ ngon lắm. Nhưng mà kiểu như là cái bà Quỳnh Anh là mẹ của bé á, mới gọi như là nói chuyện với lại trước khi vô ngủ là nói chuyện với lại cái bà Nhân Trần, kiểu như là kể lại cái chuyện hồi nhỏ này kia đó, nhắc lại kỷ niệm xưa á, sau đó là mới đi vô ngủ. Thì các bạn biết hả, vô ngủ xong á, mẹ của bé Sa là bà Quỳnh Anh kiểm tra rất kỹ cái cửa ra vào, là mình kiểm tra kỹ có khóa cửa hay chưa này kia rồi mới đi vô. Thì bà Quỳnh Anh bả là người vô cuối cùng, thì vô trong cái phòng đó ngủ. Mà các bạn biết hả, là trời ơi, ở trong nhà của cái bà Nhân Trần là có nguyên một cái bàn thờ bự, mà bàn thờ Phật á mọi người, nguyên một cái bàn thờ rất là bự luôn, rất là to luôn, nhưng mà vẫn gặp ma nha. Là vậy, bởi vì cái đất nó độc tới mức độ vậy, cái đất đó nó độc tới mức độ như vậy luôn. Thì đêm đó đang ngủ vậy nè, thì tự nhiên cái bà Quỳnh Anh đang ngủ, thì tự nhiên bà nghe lục đục ở ngoài cửa. Bởi vì bây giờ mình nằm ở trong phòng ngủ đi thì mình nhìn ra một cái là mình sẽ thấy được cái cửa chính liền. Tại vì nhà dưới quê nó liên nhau vậy á, với lại nó dễ nhìn thấy như vậy á, cho nên bà mở bắt ra một cái là bà thấy tự nhiên cái cửa chính nó mở ra mọi người. Cái bà Quỳnh Anh á, bà đang ngủ mà bà mở mắt ra một cái là bà thấy cái cửa chính nó mở ra. Thì bà mới nhớ là ủa, mình khóa cửa rồi mà. Thì kiểu mới là rất là hết hồn luôn. Thì tự nhiên vừa mở mắt ra, do là bà nghe cái tiếng động lục đục ở ngoài đó, bà mới mở mắt ra, bà nhìn về hướng đó. Thì khi bà nhìn về hướng đó thì bà thấy cái cửa chính á, mà hồi nãy bà vừa khóa, bà đi vô đây ngủ mà, bà là người cuối cùng kiểm tra xong rồi bà mới vô mà, thì cái cửa nó mở tan quang luôn. Thì bà mới thấy có nguyên một cái bóng đen mà đen thui, không có thấy rõ mặt luôn, đen từ trên xuống dưới luôn. Mà cái người đó cao khoảng 2-3 mét, rất là cao, cao khoảng 2-3 mét luôn, rất là cao luôn. Mà bà thấy cái bóng đen đó, sau khi mà kiểu như là bị bà phát hiện á, thì cái bóng đen nó đi ra ngoài cửa và xong đóng cầm cửa lại, kiểu giống như là nó đi ra ngoài. Bà thấy là có bóng đen của một người nào đó ở trong ngôi nhà này, đi ra ngoài cửa đó, đi ra ngoài cái cửa chính, xong rồi đóng cái cửa lại một cái rầm luôn.
đóng cửa lại luôn mà đóng lại rầm gì nè, đóng cái rầm luôn. Xong rồi hả thì bà không còn thấy cái bóng đen đó nữa. Sau khi cái bóng đen nó đóng cửa xong rồi thì cái bóng đen nó rời đi rồi. Thì bắt đầu lúc này bà sợ quá. Bà sợ quá thì bà quay qua. Bà quay qua bên tay phải nè. Bà quay qua bên tay phải á thì bà mới thấy rồi. Thấy giống như là hả cái bà nhân trần á, bà đang nằm kế bên. Bà đang nằm kế bên mình thì giống như là vậy đi. Cái bà Quỳnh Anh nằm đây thì cái bà Nhân Trần nằm đây. Thì kế bên đây, kế bên tay phải của bà Nhân Trần á thì sẽ là đứa con của bà. Bà có một đứa con gái 3-4 tuổi dễ thương lắm. Cái xong rồi cái bà Quỳnh Anh nằm đây đi thì hai đứa con của bà là cái bé Sa với lại cái đứa em bé Sa thì nằm bên này. Thì bà vừa quay qua thì bà thấy cái bà Nhân Trần trợn mắt vậy nè. Không có ngủ mà để cái tay nhìn bà mà trợn mắt vậy nè mọi người. Trợn mắt như trong vô thức á. Bà kêu Nhân Trần ơi mày bị gì vậy? Nhân Trần ơi mày bị gì vậy? Bà hả? Bà kêu quá trời luôn mà cái bà Nhân Trần đó bà cứ trợn mắt lên rồi. Bà cứ trợn mắt lên vậy nè. Không có trả lời bà luôn. Không có cái trả lời bà Quỳnh Anh luôn. Mà bà cứ hỏi hoặc bà cứ kêu hoài thì cái bà này không trả lời. Thì một lát sau á bà này không trả lời nha. Mà bà cứ trợn mắt bà nhìn vậy nè. Thì bà quay qua bên kia. Bà bắt đầu bà mới quay cái hướng bà không ngủ ở đó nữa. Bà chuyển mình bà quay sang bà ôm đứa con của bà. Rồi bà ngủ. Nhưng mà trong khi đó bà bạn của bà là bà Quỳnh Anh, tức là mẹ bé Sa, kêu quá trời luôn mà không trả lời lại một câu luôn, mà cứ trợn mắt hoài như bị khùng vậy đó. Cái dòng sáng ngày hôm sau á, kiểu như là cái bà Quỳnh Anh bà sợ quá, bà không có dám kể lại cái câu chuyện này cho bà Nhân Trần nghe. Cái bà bắt đầu đi về nhà bà kể lại cho mẹ của bà nghe, tức có nghĩa là bà ngoại của bé Sa. Thì bà mới kêu là trời ơi, ta đã nói với mày rồi, ba của mày cũng đã cấm mày là đừng có qua nhà con Nhân Trần nó chơi. Từ khi nó chuyển về đó mà cái đất đó là đất độc. Là có nghĩa là ngày trước là bà Nhân Trần này bà ở cùng với là anh chị của bà. Nhưng sau này kiểu giống như là anh chị của bà kiểu cho bà tiền để gọi là tự đi gọi là kiếm miếng đất là xây nhà lên ở đó đó. Bà kiếm cái đất đó. Mà cái đất là đất độc, rất là nhiều ma quỷ ở đó và rất ít ai mà kiểu như là xây nhà ở gần đó lắm. Bởi vì đâu có ai xây nhà ở gần đó đâu, có mình bà điên bà vô giọng nói xây nhà. Cái xong rồi bà kêu là từ nay về sau đừng có cái mẹ của bà Quỳnh Anh á, là bà ngoại của cái bé Sa á, mới kêu là từ nay về sau đừng có hả ghé nhà con nó ở ngủ nữa, ngủ qua đêm nữa. Mặc dù nó lạnh thiệt đó, nó mát thiệt đó, nhưng là mày bị nhập hồi nào mày không hay đâu. Tại vì nhà con nó có, ở gần nhà con nó có rất là nhiều vong. Với lại tại vì nó thờ kiểu như là tới, nó thờ nhiều tới mức nó thờ rất là nhiều tượng Phật trong nhà luôn. Nhưng mà ma cỏ nó vẫn ra vô trong nhà rất là bình thường. Bởi vì ngay từ trước là đất đó là đất của tụi nó rồi, cho nên không có thể nào mà kiểu như là mình có cái tượng Phật mình để đem Phật về đó là bắt đầu nó đi được hết trơn á mọi người. Bởi vậy không phải là ai mà cứ, không phải cứ hễ ai mà cứ gọi là đem Phật về nhà cúng kiến là nó sẽ linh đâu. Tất cả là nó đều phải có duyên với lại coi ngày coi tháng mà thỉnh về đàng hoàng, chứ không có phải là cứ mua đại về rồi xong mình chưng là được đâu mọi người. Ok các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Câu chuyện của Bảo tới đây là đã hết rồi. Và các bạn ơi, Bảo thường kể chuyện ma vào thứ 6 hàng tuần vào lúc 9 giờ tối. Thì các bạn cứ canh thứ 6 hàng tuần vào lúc 9 giờ tối thì các bạn cứ hả ghé Facebook của Bảo. Thì chắc có thể là tuần sau Bảo sẽ kể ở bên trên pet á, là có nghĩa là cái pet này nè. Tuần sau Bảo sẽ kể ở trên pay. Cho nên các bạn có thể follow cái pay này, là cái Bảo đang like nè, Bảo đang like trên cái pay này nè. Và các bạn có thể follow cái pay này và để sao vàng để có nghĩa là giống như là nhận chuyện ma của Bảo nhanh nhất. Tại vì mỗi lần mà Bảo kể chuyện ma thì nếu các bạn để sao vàng thì nó sẽ thông báo cho các bạn. Các bạn có thể gửi chuyện ma cho Bảo qua tin nhắn Facebook cho Bảo, đó là Facebook của Bảo thì các bạn cũng biết rồi, Facebook cá nhân của Bảo là Du Hoài Bảo. Và các bạn cũng có thể gọi giống như là gửi chuyện ma cho Bảo qua Gmail, cái email mà Bảo dành riêng để kể chuyện ma đó là bgodchb@gmail.com. Đó, các bạn cứ có thể gửi chuyện ma vô đó là được nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi. Bye bye, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha.